Wilson này có lẽ sẽ nằm trong tay của Faye Bay ở khu vực đường giữa thôi, để có một kèo đấu với con Corky phía bên kia. Tạm thời cái kèo đấu này thì có lẽ ở Faye Bay anh ta sẽ có một chút cái khả năng áp lực. Là mục tiêu mà Jim Kim Minh hướng đến với sắp đội hình mạnh hơn ở khoảng thời điểm ban đầu. Một tình huống mà Nia đã sử dụng luôn kiệt sức muốn Odin trong pha tiểu này. Họ có cả Long lên khu vực đường trên. Sunny sẽ hơi khó về, anh ta quyết định Odin quay ngược trở lại với một tình huống đại thử thách đang sử dụng lên người. Nhưng Long là người có mạng và Thiêu Đốt đã dứt điểm đi được Nia ở phía bên kia. Tình huống trao đổi vẫn có thể nói là hòa vốn dành cho người chơi khu vực đường trên, nhưng ở khu vực đường dưới này thì họ đang có một tình huống bắt vào Long. Và Long không về được với một tình huống tiếp cận bằng lăn bụng và thùng tốc biến. 1.700, không biết đây là 1.700 acid hay là 1.700 điểm acid nhỉ? Em chưa kịp nhìn cái thông số đấy. Chúng ta đã quay lại với tình huống giao tranh khu vực hang rồng lửa. Yami đang mất cho mình khoảng nửa cây máu. Remake bắt đầu băng vào. Remake cũng đã yếu máu rồi. Anh ta buộc phải tốc biến qua phía bên kia. Ở phía bên này thì Yia đang gõ vào đầu của Faye Bay, nhưng bây giờ hết chiêu rồi, có quay trở lại đánh hay không đây? Một người đang bị giữ lại trong xiềng xích địa ngục, đó là vị trí của Doki. Yia tìm tới Doki. Doki lên bảng đếm số. Ở đây thì Oan bị out khỏi con rồng rồi. Yia vẫn đang tỏ ra là quá lực. Anh ta không gõ được cái thứ hai vào đầu của Jiu Jiu. Vậy là rất đảm bảo đến từ anh chàng này. Ui. Một tình huống lấy máu luôn. Một tình huống lấy máu của Remake. Và bây giờ thì thậm chí rằng đã phải lên bảng đếm số luôn khi mà thùng rượu đổ của Doki tung ra. Và bây giờ thì với bốn người có lẽ rằng Nova không thể nào giữ được những mục tiêu lớn của mình. Một tình huống cắt ngang bằng thảm lửa không quá đẹp, nó khiến cho Nian đang mất rất nhiều máu rồi. Long đã bật cho mình đó. Em là liệu bên phía của Nova có thể lấy được cho mình cái trụ được giữ không? Có lẽ một tình huống mở rất nhanh đến từ Nova Long. Và một lần nữa thì anh ta cũng đã làm được ảo thuật để có thể khiến cho cái trục dọc ở khu vực đứng giữa đâu mà thì không mở vào Long. Thì thùng rượu đổ là tốt, có kiệt sức lên đầu Long đang phải cố gắng chạy với chiến binh tận thế được mở lên. Họ sẽ có lẽ là bán mạng của Yami ở đây mà thôi để có thể giúp cho Long về. Nhưng Long nửa cái tranh hay không, nếu như nổ ra thì có lẽ rằng là họ phải cần đợi thêm người, mà Jiu Jiu đã đến rồi. Nova Long đang gặp nguy hiểm đây, ta bị kiệt sức, anh ta bị dồn rất nhiều chiêu vào và cho mình tiến chiến binh tận thế quay ngược trở lại với giao tranh, nhưng anh ta vẫn đang cố gắng để hồi bóng. Mà tôi phía bên này thì Nian có cho mình điểm hạ gục rồi, vẫn đang còn sống, đó là vị trí của Nova Long. Hình như anh ta cũng đã giữ lại được rồng không, đó là rồng dành cho Nian thì đúng hơn. Và Nova vẫn đang bay trên đôi cánh của Nian dành cho bên phía của Nova. Đối phương không có rừng, các cạnh tranh gần như sẽ có số không khi mà đang còn trừng phạt đến từ đội hình của Nova. Đúng vậy, Sunny anh ta đã không đến kịp trong pha giao tranh hang rồng vừa rồi, nhưng đây sẽ là tình huống mà Sunny anh ta lấy công trục tội trăng đầy rồng còn lại 2.000, 1.700 máu. Bắt đầu Sunny cố gắng để quẩy, một người đã phải đập xuống, hai người đập xuống, quét sạch rồi cho bên phía của Nova Sword và họ lấy được con Baron như một phần thưởng rất xứng đáng của mình vậy. Trên người của Long rồi, và Long hoàn toàn tự tin để thực hiện những tình huống tốc biến lên để mở để quy vào người của đối phương. Nhưng đây sẽ là một pha và họ lấy thành công được một đường lính siêu cấp ở khu vực đứng giữa. Yami đang bị sấy thanh trừng, Yami vẫn sống. Bộ lợi Baron nó quá mạnh, nó giúp cho bên phía của Nova lấy được cho mình 3 đường lính siêu cấp rồi. Thậm chí Sunny cũng đã lên bảng đếm số. Khả năng phòng ngự của Zero Gaming dường như là không còn nữa. Và có lẽ đây sẽ là chiến thắng 1-0 dành cho Nova Esports ở trong game thi đấu đầu tiên. Họ Odin hết vào người của Remake, họ có được mạng của Remake, nhưng tất cả vẫn là không đủ để có thể ngăn một thế đẩy tạo ra được một bộ combo đánh tương đối mạnh khi mà đạt ngưỡng cấp độ 5 đến từ cả Long và Nian. Và đấu này thì cũng sẽ có khá nhiều những công cụ để hỗ trợ cho Nia thực hiện những tình huống. Dù này, lần trước dùng thì cũng đã có tỷ lệ thắng 100% rồi, nhưng cũng vẫn được giữa một tình huống dồn sát thương rất nhanh đến từ Remake và Yami. Bắt đầu vừa qua, và để xem liệu rằng nó có thể cụ thể hóa thêm những tình huống nào không. Một tình huống mở đến từ vị trí của Long, Doki đang lùi ra được, anh ta có cho mình thùng rượu nổ nhưng không hất tung được ai. Xin xích tội lỗi, có lẽ Long, Doki sẽ hơi khó về, thậm chí cả thủy đôi tầm nhiệt cũng đã được sử dụng ra, mạng được nhờ cho IG. Điểm gục thứ hai, dòng nước giúp cho bạn có thêm những khả năng hồi phục, nhưng đây sẽ là tình huống ép góc và một người đã bị dính bóng ngủ rồi. Tảm lửa cũng đã được tận dụng đến từ vị trí của Faye Bay, bấm đồng hồ cát nhưng có tỉnh được hay không đây, không tỉnh lại được rồi. Yami lên bảng đếm số và đây là cơ hội rất tốt để cho Zero Gaming họ có. Họ đang rơi vào thế ít người hơn, lượng máu của tay bên phía Zero Gaming cũng không phải là quá đầy đủ. Một tình huống lấy máu của Remake, dính bóng ngủ rồi. Remake thoát về được hay không đây, vẫn là combo giống như ván đầu tiên và vẫn là cái góc này. Remake một lần nữa nằm xuống, Long đang kẹt lại ở đây, anh ta phải mất cho mình cả tốc biến để thể lùi về được. Một tình huống mà con Yasuo của Nian đẩy rất mạnh ở khu vực đường trên, một tình huống bắt vào thùng rượu nổ tốt đưa Long vào thế nguy hiểm. Long vẫn đang muốn phát về, đó là quyết đưa ra thiêu đốt khắp lên đầu, anh ta đã phải lấy bảng điểm số rồi. Oan thấp máu nhưng Oan vẫn đang dám tự tin để có thể lao vào lần nữa với một cái úi phát đi. Sunny làm gì ở đây này, anh ta đang kẹt lại, anh ta có một tình huống phản đòn là tốt, vẫn đang lùi về được với những đồng đội Q3 nhiều người, nhưng không có ai để có thể follow up trong tình huống vừa rồi cả. Zero Gaming họ muốn kiểm soát cái trụ 2 khu vực ở trên, nhưng họ sẽ phải bỏ lại ai đây? Họ sẽ phải bỏ lại vị trí của Once. Cái con Ngộ Không ở khu vực đường giữa này không có sự bảo kê tới từ những đồng đội của mình. Ngộ Không chắc chắn sẽ phải nằm lại mà thôi, tốc biến, nhưng mà bây giờ thì chạy đâu nữa.
về được không? Đường lính sơ cấp là tương đối nhanh nhưng bây giờ họ về được không? Đây họ có Doki, họ có Feibai. Thảm lửa lướt đi, Feibai đang ở một thế an toàn hơn. Có Nian cũng đã có tường gió chặn được cú bóng ngủ rồi. Jiu Jiu sẽ là nạn nhân nếu như anh ta cố gắng đứng lại ở đây quá lâu. Và anh ta đã lùi về được với tốc biến. Phía bên này thì Long đang thấp máu, Long còn đồng hồ cát, Long còn giáp thiên thần. Nhưng Sunny đến, Sunny đang quẩy giữa bốn thành viên của đối phương á. Hơi nghi hơi nhiều rồi, và đó một tình huống Sunny cũng đã nằm xuống sau cú dịch chuyển ra. Còn bây giờ đang truy đuổi vào các thành viên còn lại bên phía của Di Động Gaming. Long đang thấp máu rồi, có lẽ rằng nên chuyển hướng ra các Baron thì sẽ là hay hơn. Ôi mất hai người. Bên này thì Nova Esports họ vẫn còn nguyên cả năm, họ vẫn còn nguyên cả năm người, thì cái lối đi nào cho bên phía của Jin Dong đây? Rất khó để cho họ có thể cướp được con Baron này khi họ không có người chơi đi rừng của mình, và đối phương lại có cả một con Yasuo với cái tường gió nữa. Okay. Nhưng Baron đây có người di chuyển quá muộn rồi. Không kịp nữa. Long mất ra thiên thần, Long mất ra thiên thần đang muốn Odin vào Long. Long dính bóng ngủ thì phải không? Anh ta vẫn đang về được phía bên này thì IG chém chết được con Ngộ Không ở phía bên kia rồi. Thì ba cái trụ hai của đối phương rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại đường lính siêu cấp cùng đứng trên mà thôi, đường lính cuối cùng. Chặn cái tường gió ra thì lấy cái trụ nó cực kỳ là câu chuyện đơn giản. One xuất hiện, ba lần xuất hiện liên tiếp, One biến mất ngay lập tức. Lần này thì vẫn về được. Đây là tình huống muốn Odin từ bên phía của Nova Esports nhưng có vẻ như nhiều thành viên yếu máu quá, họ sẽ phải lùi về. Chưa thể nào kết thúc được trong nhịp thi đấu này. Và họ phải giải được bài toán được không đứng dưới nữa. IG đang tay đôi cũng với cả Sunny. Lượng sát thương là rất nhiều đến từ IG. Và anh ta có Q3 là ngay giữa tâm. Sunny lên bảng điểm số cánh được thì Di Động Gaming có lẽ sẽ phải về phòng thủ mà thôi. Nhưng họ đang muốn Odin. Và mục tiêu được chọn đây hình như đó là Remake thì phải. Không, đó là Long. Long mất sát thiên thần thêm một lần nữa. Thủy Lôi tầm nhiệt hất tung được. Đó là vị trí của Feibai. Nhưng Feibai vẫn đang về được. Còn ở phía bên này người kẹt lại là Jiu Jiu. Jiu Jiu bị Long đấm chết rồi. Còn ai phòng thủ nhà chính thì không rõ. Và với hai người thì đó sẽ là chiến thắng để giúp cho Nova tiếp tục có cho mình một trận thắng trước đại diện ở top trên.